FIFA U20 World Cup được xem là giải đấu danh giá nhất thế giới ở cấp độ trẻ. Và đây cũng là nơi để các cầu thủ trẻ ưu tú nhất hành tinh có thể tranh tài. Chính từ U20 World Cup, thế giới bóng đá mới được chứng kiến những tài năng kiệt xuất như Luis Figo, Thierry Henry, Ronaldinho ra đời. Và gần đây là Lautaro Martinez, Erling Haaland và Paul Pogba. Cũng từ đấu trường này mà tài năng của các cầu thủ trẻ đã được thể hiện và đã được chắp cánh để bước lên vũ đài cao nhất của bóng đá thế giới. Ngay từ những ngày đầu ra đời, sân chơi này đã tạo nên được tiếng vang lớn và đã trở thành một sự kiện đặc biệt, thu hút sự quan tâm không chỉ của giới hâm mộ mà còn rất nhiều câu lạc bộ muốn săn lùng những ngôi sao trẻ triển vọng. Vì vậy sau mỗi kỳ U20 World Cup đã có rất nhiều bản hợp đồng được ký kết ngay sau khi giải đấu kết thúc. Mà nhắc đến giải đấu này, chúng ta hẳn không thể nào quên được kỳ tích mà thầy trò. Và chính giải đấu đó là bệ phóng quan trọng để đưa các cầu thủ này vươn ra ánh sáng. Và cho đến nay đã là 5 năm kể từ khi U20 Việt Nam nuôi giấc mộng trở lại với đấu trường U20 World Cup một lần nữa. Và lần này với sự dẫn dắt của ông Đinh Thế Nam cùng với một dàn nhân lực hùng hậu của lứa cầu thủ sinh năm 2003-2004 và hành trình của U20 Việt Nam để hy vọng giành lấy tấm vé đến với Indonesia vào năm 2023 sẽ như thế nào? Hành trình đầu tiên của U20 Việt Nam sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 9 năm 2022 khi tại vòng sơ loại U20 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ nằm ở bảng F của vị Timor Leste, Hồng Kông và chủ nhà Indonesia. Và để lọt vào vòng chung kết thì U20 Việt Nam phải giành được ngôi vị nhất bảng hoặc lọt vào top 5 trên 10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Vì vậy trận đấu với Indonesia được coi là trận chung kết bảng với đội tuyển Việt Nam, khi chỉ có đội đứng vị trí thứ nhất mới có một suất trực tiếp đến với vòng bảng U19 châu Á. Còn nếu đứng ở vị trí nhì bảng, U20 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt với 5 vị trí đứng nhì ở các bảng đấu khác. Vì vậy theo chúng tôi đánh giá, có thêm U20 Indonesia nằm cùng bảng đấu này thì đây sẽ là một kẻ ngáng đường khó chịu trong hành trình vượt qua vòng sơ loại của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Bởi Indo sẽ là chủ nhà, vì họ sẽ đương nhiên sẽ là một tấm vé vào thẳng vòng bảng của vòng chung kết U20 FIFA World Cup 2023. Nên đội bóng đến từ xứ vạn đảo sẽ cực kỳ thong dong tại vòng loại lần này. Và tâm lý thoải mái của người Indonesia sẽ là một thử thách cực lớn với U20 Việt Nam. Bởi khi không phải đối mặt với áp lực thì sự hưng phấn trên đôi chân của các cầu thủ Indonesia sẽ là vũ khí lợi hại khiến cho U20 Việt Nam gặp khó. Vì vậy U20 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật tốt ngay từ bây giờ nếu không muốn bị sẩy chân bất ngờ ngay từ vòng sơ loại. Bởi chúng ta hiểu rằng U19 Indonesia trong tay huấn luyện viên Shin Tae-yong là một đội quân nguy hiểm như thế nào. Điều đó được chứng minh ngay từ trận đấu ra quân ở giải U19 Đông Nam Á khi Indonesia đã làm khó chúng ta xuyên suốt 90 phút và chỉ có sự may mắn thì mảnh lưới của thủ thành Cao Văn Bình mới không bị rung lên. Và nếu như may mắn vượt qua vòng sơ loại thì U20 Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến hành trình chinh phục tấm vé đến U20 World Cup trên đất Uzbekistan khi vòng chung kết U20 châu Á sẽ được diễn ra vào tháng 3 năm sau. Tại vòng chung kết U20 châu Á, các đội sẽ chia thành 4 bảng. Vì vậy theo thể thức, hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ là cái tên bước vào vòng tứ kết. Và khi bước qua vòng bảng thì bất kỳ đối thủ nào cũng đều là những đối thủ đáng gờm. Khi chúng ta còn nhớ cách đây 4 năm, đội tuyển U19 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tấn dẫn dắt đã để thua 3 trận liên tiếp tại vòng bảng và không giành bất kỳ một điểm số nào. Qua đó dừng chân tại vòng chung kết U20 châu Á và lỡ hẹn với vòng chung kết World Cup. Vì vậy trước tiên, U20 Việt Nam cần phải vượt qua bài toán nan giải đó là vòng bảng trước khi nghĩ đến một điều gì đó xa hơn. Và nếu như chúng ta vượt qua vòng bảng thì U20 Việt Nam sẽ chơi một trận đấu sinh tử với đối thủ tại tứ kết. Các đội bóng được lọt vào vòng tứ kết thì đương nhiên họ sẽ đặt quyết tâm 100% cho trận đấu sinh tử này. Bởi đội giành chiến thắng trong trận đấu đó sẽ có một tấm vé trực tiếp góp mặt tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới ở cấp độ trẻ. Và để có được tấm vé đó, chúng ta cần phải tính toán và chuẩn bị thật kỹ cho hành trình này. Vì cách đây 6 năm, U20 Việt Nam của lứa Đoàn Văn Hậu, Trọng Đại, Quang Hải hay Hồ Minh Dĩ là lứa được VFF kỳ vọng rất cao cho mục tiêu World Cup U20. Vì vậy Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có một sự đầu tư rất lớn cho lứa này khi U20 Việt Nam đã có một chuyến đi tập huấn dài hạn ở châu Âu. Cùng với đó là việc cọ sát với các đội bóng trẻ hàng đầu thế giới. Vì vậy với sự đầu tư của mình thì U19 Việt Nam ở thời điểm đó đã đạt được nhiều thành quả khi có lần đầu tiên đến với sân chơi World Cup. Cho nên hy vọng rằng lứa cầu thủ lần này cũng sẽ được VFF cùng với một số nhà tài trợ có một chiến lược đầu tư bài bản. Bởi vì không chỉ một mình mục tiêu U20 World Cup, mà lứa cầu thủ này mới chính là tiềm năng nhất cho mục tiêu giành được tấm vé với vòng chung kết World Cup 2026 của đội tuyển. Với sự phát triển của lứa trẻ hiện tại, đầu tàu là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường và cùng với đó là một số cầu thủ trẻ tài năng đến từ các học viện như là PVF, Hoàng Anh Gia Lai hay đặc biệt là Viettel, thì cơ hội để U20 Việt Nam có thể làm nên kỳ tích là khá lớn. Khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa cho ra hơn 30 cầu thủ sang Đức tập huấn trong vòng 1 tháng, và những kết quả tích cực trong những trận đấu giao hữu với các đội trẻ của Đức là Dortmund, Borussia Mönchengladbach và Eintracht Frankfurt là một dấu hiệu đáng mừng của lứa cầu thủ này. Khi đã có đến 2 cầu thủ được các tuyển trạch viên của câu lạc bộ Frankfurt giữ lại Đức để phát triển.
Và chúng ta cần phải nhắc đến cặp tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á vừa rồi là Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang. Hai tài năng trẻ này đã gây bất ngờ, chiếm được một suất đá chính trong đội hình của U23 Việt Nam và chơi cực kỳ chững chạc, dù cho tuổi đời của hai cầu thủ này chỉ vừa bước sang tuổi 18. Đây thực sự là một tiến bộ cũng như là một bước phát triển rất lớn của các lò đào tạo trẻ Việt Nam. Và cùng với một tầm nhìn dài hạn và những chiến lược cụ thể thì chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn đã đặt một mục tiêu rất cao là phải giành được tấm vé đến với vòng chung kết U20 World Cup được tổ chức vào năm sau. Đây được coi là một mục tiêu tối quan trọng của bóng đá Việt Nam trong vòng 2 năm tới. Bởi vì nếu như lứa này thành công tại các sân chơi khu vực thì đây sẽ là một bước đệm hoàn hảo cho SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia. Hay mục tiêu xa hơn là một tấm vé đến kỳ đại hội thể thao lớn nhất thế giới là Olympic Paris được tổ chức vào năm 2024. Để đến với được vòng chung kết World Cup 2020 thì đó sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với các cầu thủ U20 Việt Nam. Với sự thành công ở bước đầu trong công tác đào tạo trẻ thì chúng ta cũng hy vọng rằng đây sẽ là một lứa cầu thủ có thể thay thế những Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh trong tương lai. Nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để nói về thành công của lứa cầu thủ trẻ này. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng bóng đá trẻ Việt Nam thực sự không hề thiếu những nhân tài. Vấn đề mấu chốt là làm thế nào để có thể phát triển và rèn giũa những viên ngọc thô đó. Những năm qua, VFF đã không ngừng phát triển nhiều mối quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức và đặc biệt là với những liên đoàn bóng đá của các quốc gia phát triển. Giờ đây, những người đứng đầu của bóng đá Việt Nam cần tận dụng tốt điều ấy để tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho sự phát triển bóng đá trẻ dài lâu và làm xương sống cho hành trình vươn tới giấc mơ World Cup của người Việt Nam. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe cho channel Bình Luận Viên Mai Tài nha. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể làm tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.